Em à, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu hoa phong lan. Ngày hôm nay đúng là một ngày bội thu của gia đình em. Đây hàng lại hoa phong lan nhà em lại tiếp tục về này. Cái này là kiếm xích ngọc đấy. Em à, giới thiệu với cô chú anh chị các bạn, đây là cây lan kiếm xích ngọc. Đây hàng, em phải nói là cái lan kiếm xích ngọc rất là đẹp. Hàng này rất đẹp, đây xanh mướt luôn. Và đang có quả. Đây ạ. Đây là lan kiếm xích ngọc. Ui, hàng miễn chê luôn ạ. Ui, quá đẹp luôn. Đây, hàng rất đẹp luôn ạ. Đây là lan kiếm xích ngọc nhỉ. Em à, xin phép được quay lên kiếm xích ngọc của em nhà em rất là nhiều. Và tiếp theo cái giáng hương tam bảo sắc đây. Về thật khủng khiếp luôn rồi. Hàng ngắn cũng có, dài cũng có, vừa cũng có. Đây. Còn hàng lá xếp ạ. Đây, loại này rất là dài. Đây ạ. Em chỉ quay quay qua thôi, bởi vì là bây giờ trời nó cũng hơi tối rồi, ở trên em thì mùa này tối nhanh. Đây nữa đây. Đây ạ. Và anh em đang lọc hàng ra. Đây. Cái này là cái mặt hàng em bán rất là chạy ở trên cái trang của em. Cái này hoàng thảo ú lồi. Hoàng thảo ú lồi hôm nay thoải mái nhá. Em cắt cái dây ra em nào. Để xem. Khoe mọi người một tí. Ui giời. Có nhiều người nhầm đây là trúc Phật Bà. Thân nó to. Đây. Ôi hàng hôm nay quá đẹp luôn ạ. Đây là hoàng thảo vũ lồi, thoải mái cho tất cả cô chú anh chị và các bạn lựa chọn nhé. Ngày mai hàng của em về trúc mành kim điệp. Thì hôm nay là nhà em còn có u lồi kiều vàng môi tua. Em phải nói là hàng hôm nay em không biết nói như nào, là cái hàng của gia đình em ngày hôm nay là quá đẹp. U lồi quá đẹp luôn ạ. Đây là hàng hoàng thảo u lồi. Cái này là môi tua. Do cái thời tiết ở trên em thì vùng núi nên là trên chúng em tối sớm nên là nó quay nó không được đẹp cho lắm. Nên là cô mong cô chú anh chị và các bạn chịu khó theo dõi clip của em. Em đây hàng hôm nay đây. Tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời. Em phải cái xích ngọc kia bỏ bớt vào đằng sau nhà đi. Xếp bớt vào đằng sau nhà đi. Xếp 2 bao, 3 bao kia xếp vào trong nhà đi. Xếp vào đằng sau nhà đi hết đi. Cái này đuôi cáo. Đấy, như khóm kiếm xích ngọc của nhà em đấy. Nó to như này. To đẹp mê ly luôn. Còn cái này là cái kiều vàng. Hỏi thật tất cả các bạn đã từng chơi lan và các bạn vừa mới tập chơi lan, đã qua nhìn thấy những giò kiều và nhìn thấy những cây kiều nó khủng khiếp như này chưa? Thân nó phải to bằng ngón tay cái. Ui rồi. Trời hơi tối một chút. Thì em sẽ mang ra ngoài quay cho chỗ sáng cho tất cả cô chú chị các bạn cùng xem.
Em thì kéo về cắt ra. Cắt ra. Đây ạ. Đây cái lô kiều hôm nay, cả lô của em như thế này ạ. Rồi. Và cái hàng này là nhà chúng em này hàng bóc từ trên rừng ra. Cháu có phải ổ đó cho muộn được đi được không? Có, ổ cháu có. Để cho họ hàn mấy cái nắp này không thì. Có. Cho không muộn tí. Đây nó hàn chị. Ừ. Mà xin được phép nói là cả lô kiều nhà em được đẹp như này hết ạ. Em phải nói là cực đẹp luôn. Đây là kiều, kiều vàng. Có mưa đâu mà phải báo mưa. Xếp gọn lại em ơi. Ở mỗi cái bỏ sang một bên cho anh, xếp gọn gọn vào cho anh. Đây ạ, cả lô kiều nhà em đều như thế này hết. Cái này hơi tối rồi. Còn tiếp theo là cái phi điệp vàng. Phi điệp vàng vẫn còn hoa đấy ạ. Đấy. Phi điệp vàng nhà em vẫn còn hoa. Mướt mượt mượt luôn hàng. Thực sự mà nói là cái lô hàng và cái khu vực em khai thác ở chỗ này thì anh em làm hàng rất là tuyệt vời. Đây hoàng thảo phi điệp vàng đấy. Em tin chắc rằng là cái hoàng thảo phi điệp vàng này sẽ không làm mất lòng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây ạ. Vâng ạ. Đây. Hàng cũng đẹp luôn. Vâng. Hơi tối một chút. Nhưng mà mong cô chú anh chị các bạn chú tâm theo dõi. Cái này cái vảy rồng Bắc. Có hai dây to như này. Cái này là cái hoàng thảo Nghệ Tâm. Đây nó thành mảng như này đấy. Hoàng thảo Nghệ Tâm. Cái này thì có người họ còn ở trong Lâm Đồng, có người còn có nhà có gia đình họ còn làm bán theo cọng theo nhánh. Để nhà em bán theo cân 250.000 một cân. Nghệ Tâm. Cái này là cái hoàng thảo hương vani. Đây ạ. Hoàng thảo hương vani hôm nay em có ít, khoảng 2 cân gì đấy. 300.000 một cân ạ. Để đấy để các em làm. Đấy thì hôm nay ngoài những hàng mà em đã có ở clip trước thì hôm nay em có thêm bổ sung là cái kiếm xích ngọc với lại cái hoàng thảo hương vani u lồi. Thế thì giá thì em đã bán từ những cái clip trước rồi. Hoàng thảo hương vani 300.000, hoàng thảo u lồi là 400.000, lan kiếm xích ngọc là 200.000 một cân ạ. Hàng rất là đẹp. Thế thì mọi thông tin liên hệ thì cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0949 261 918 thì em sẽ trực tiếp nhận các đơn hàng của cô chú anh chị và các bạn. Em tên là Trung, em ở trên Cao Bằng.
Em gửi hàng khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin trân trọng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.